gì tụi mình có thể được hẹn hò ở trong một rừng thu. Mình có thể cùng nhau tiết kiệm tiền và đi đến mùa thu Hàn Quốc được mà. Pha Lê, cậu biết phê hả? Nhưng mà Pha Lê đâu mà. Chị Pha Lê không có liên lạc với gia đình mình. Không ai chờ đợi một người sống thật vật 15 năm được gì à. What the hell, 15 năm hôn mê. Chỉ cần gặp Pha Lê là mọi chuyện sẽ ổn cả. Đây là bạn gái của cậu. Dạ đúng rồi. Ôi cậu lên phường. Bạn gái con trên phường ạ. Dù có phải chạy bộ tới Hàn Quốc mà nhặt lá mùa thu cho em, anh cũng làm. Anh đã trở lại. Chào Duy, tôi là Mạnh, là bạn trai của Pha Lê. Mấy anh tên Mạnh á, thường yếu lắm. Mày đã cướp đi Pha Lê của tao. Tôi sẽ quyết tâm trả lại Pha Lê. Đàn ông chân chính phải dành những cái thứ thuộc về mình. Mình giúp Duy hòa nhập lại cuộc sống, chứ không phải để Duy tiếp tục còn giận về quá khứ. Tình yêu luôn luôn phải đặt đúng chỗ mà con tim mình đã chọn. Pha Lê bây giờ không phải là Pha Lê 15 năm về trước của mày đâu. Ông phải đưa Pha Lê về những cái kỷ niệm á, cái hồi mà hai người còn yêu nhau ấy. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại. Đến nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lên trên hàng mi. Trên bờ môi luôn và trong kỷ niệm xưa. Tất cả bọn con gái luôn muốn ăn thịt mình, nhưng lại vu khống mình, cho mình là cái chợ chạm đầu tiên. Tào lao. Ê,